Thay mặt lãnh đạo Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã trân trọng trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến, công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.